高级的，对。Rồi bây giờ chúng ta cộng đề chúng ta xíu. Năm đầu tiên là 4 triệu. Rồi chi phí mỗi năm tăng 10%. Có thể là cứ mỗi năm như vậy cái chi phí nó sẽ tăng thêm 10% nữa. À, nhờ có bao nhiêu phát triển 1.1 à, nhờ có 1.1. Rồi tuy nhiên rằng là bây giờ người ta kêu mình tính là tổng chi phí của 4 năm. Mình không thể nào là lấy năm đầu nhân với 1.1 rồi năm thứ hai nhân với 1.1 rồi năm thứ ba nhân với 1.1 sau đó chúng ta cộng năm 1, năm 2, năm 3, năm 4, năm 5 và đến nhập. Như vậy không đúng, bởi vì là giá trị đồng tiền ở mỗi năm nó khác nhau. Vì vậy nó phải có thêm một hướng nữa, đó là cái gì? Là quy đổi cái chi phí đó bằng cái công thức này về cái năm đầu tiên, được chưa? Ha? Như vậy đó là mình sẽ làm như thế nào? Một bạn nó bạn làm như thầy đi. Okay. Thì chúng ta chỉ ôn lại xong lại thôi. Nếu bạn nào đi có thể không có vấn đề gì thì cứ giơ tay lên sẽ được nha. Năm 1 40. Rồi năm 2 thì năm bằng năm 1 nhân với năm bằng năm thứ nhất nhân với 1.1 là vì nó tăng 10%. Các bạn có biết tại sao mà nhân với 1.1 không? À, tại vì 40 cộng với 40 nhân với 10% thì 10% chính là 0.1 thì nó sẽ bằng 40 cộng với 40 nhân 0.1 thì mình lấy 40 ra ngoài thì nó sẽ bằng là 40 nhân với 1 cộng với 0.1 mình lấy là 1.1 luôn, được chưa? Rồi, năm 2 là bằng 40 nhân 0.1 thì năm 3 sẽ bằng là 52 nhân với 1.1 thì nó sẽ bằng là 5 bằng 40 nhân với 1.1.2. Các bạn ghi cái này cũng được ha. Rồi, nó sẽ gọn hơn. Năm 4 thì cũng tương tự như vậy, bằng 40 nhân với 1.1.3. Ví dụ như mình tăng 10% mỗi năm á. Ví dụ năm 1 là 40, năm 2 thì mình tăng lên là 10% là 44, năm 3 tại 10% bằng 44. Ừ, thì 10% của 4 của 44 là bằng 44 nhân với 1.1 đó em. Thì nó sẽ bằng là 40 nhân với 1.2. Được chưa? Rồi, theo mình ghi cái này mình dễ nhớ hơn nè. Thì cái này là 40 nhân với 1.1 không, 40 nhân với 1.1 cũng 1, 2, 3 à. Thì cái số 1 này nó sẽ luôn thấp hơn so với cái số. Rồi, sau đó mình tính ra thì mình sẽ thấy là 40 nhân 1.1 là hơn 4 đúng không? 40 nhân với 1.1 cũng 2 là ra 48.4. 40 nhân với 1.1 cũng 3 sẽ ra là 53.24. Tuy nhiên những cái con số này thì nó giá trị của nó ở mỗi năm nó khác nhau. Nên mình phải làm một cái bước đó là quy những cái con số này về cái năm đầu. Thì cái chỗ này là các bạn này mình đang biến công thức quy đổi về năm đầu tiên, chưa? Rồi, mình sẽ quy đổi về năm đầu tiên bằng cái công thức này. Thì các bạn sẽ tính ra cái này là bằng 43.78. Cái này thì bằng là 47.92 và năm thứ 3, năm thứ 4 quy về năm đầu tiên sẽ bằng là 52.45 ha. Mình đáng ra mình ghi theo giống như cái slide này thì nó sẽ dễ nhìn hơn, nhưng mà trên cái bảng nó không có đủ chỗ nhưng mà mình ghi như thế này nó khó nhìn ha. Rồi ở đây mình nhìn của cái công thức thì để ý là công thức ha, phải là công thức chi phí thương mại chia cho 1 cộng R cũng A, trong đó R là lãi suất, A là khoảng cách 5. Thì ở đây các bạn thấy nè, 44 chia cho 1 cộng với lãi suất là 0.5%, có nghĩa là bằng 0.005. cái chỗ này thầy cho nó nhỏ như thế này để thầy kiểm tra xem nó chỉ có bị cái vấn đề gì về cái vấn đề là quy đổi thì cái phần trăm hay không thôi, chứ còn thường đi thi thì sẽ là 5% hoặc 10% dễ hơn. Rồi đối với năm thứ hai thì bằng cái năm này, cái chi phí ở năm thứ ba bằng chi phí của năm thứ ba quy về năm đầu tiên thì nó sẽ bằng 48.4 chia cho 1 cộng 0.05 mũ ở đây là mũ 2, không nhớ là mũ 2. Tương tự như vậy đối với năm thứ tương quy về năm đầu tiên thì nó sẽ là mũ 3. Rồi sau đó mình tính ra và mình cộng lại. Rồi có một cái chỗ nó chỉ hay sai, đó là nó chỉ quên cộng cái năm đầu tiên.
khi mà 4 năm á, có rất là nhiều bạn tính ra xong rồi chỉ cộng những cái thằng quy đổi thôi, còn cái năm đầu tiên thì bỏ qua quên tính. À, thì lưu ý nhớ là phải cộng năm đầu tiên để cho đủ, vì thầy thấy là thường các chị làm các chị hay quên tính năm đầu tiên. Một cái thứ hai là các chị hay bị cái vấn đề về tính cái tăng 10% hoặc giảm 10% chỗ này thôi, còn cái áp dụng không thì các chị vừa áp dụng được. Và đó là đối với cái bài quy đổi chi phí từ tương lai đến hiện tại, thì thông thường đây là những chi phí dự báo. Những chi phí dự báo thì mình sẽ tính như thế này để mình biết được rằng dự trường trước là mình sẽ chuẩn bị bao nhiêu tiền để chi tiêu cho những cái năm tiếp theo. Ví dụ như là làm một cái công trình nào đó thì người ta cũng sẽ làm tương tự như vậy, người ta sẽ tính xem là mỗi năm tốn bao nhiêu tiền, sau đó người ta sẽ quy ra về cái năm đầu tiên xem là tôi sẽ tốn hết tổng số tiền ở cái năm đầu tiên này là bao nhiêu, tôi chuẩn bị cái nguồn vốn đó chưa. Rồi đối với bài này thì mình có xác suất thi dự kỳ rất là cao, hoặc là thi cuối kỳ chắc chắn là có. Thì thi dự kỳ mình có thể là tăng 10% hoặc là giảm 10% hoặc là chi phí mỗi năm không đổi, hay tùy vấn đề. Ở đây là tăng 10% đúng không? Còn nếu mà người ta nói là chi phí mỗi năm không đổi thì sao các bạn? Thì mình sẽ chỗ này sẽ là 40 hết, không còn phải cộng trừ những gì thêm. Sau đó lấy cái 40 lên chúng ta quy về năm đầu tiên. Rồi nhưng mà nếu người ta nói là mỗi năm chi phí giảm 10% thì sẽ sao? Nhớ là nhân với 0.9 thì chưa? Nhân với 0.9. Rồi đó là cái bài quy đổi chi phí tương lai và hiện tại. Rồi về nhà làm thêm cho thầy trong cái tờ bài tập, nó có 3 bài đó. Nó có cái bài số 3 đó, thì nó có 3 và B, 3 C gì đó, thì nó sẽ có là chi phí không đổi, chi phí tăng, chi phí giảm, thì đây mình làm lại cái phần này. Cái này thì rất là dễ, và cái này sẽ có chi dự kỳ, chi cuối kỳ cũng có luôn. Rồi chỉ có là chúng ta tính toán, chúng ta tính toán cẩn thận thôi, đừng có bấm sai. Có rất là nhiều bạn ghi thì đúng nhưng mà không biết bấm sai thì nó ra sao. Nếu mình có bạn nào có thắc mắc về cái bài này không, không có hỏi gì về cái bài này không, hoặc là có câu hỏi về cái bài quy đổi chi phí từ quá khứ về hiện tại. Các chị để ý những cái bài nào mà nó có cho CPI thì đó là những cái năm mà đã xảy ra rồi, thì chúng ta sẽ quy đổi theo cái mức tức là quy đổi được quá khứ về hiện tại. Còn những cái bài nào mà chi phí dự báo như thế này là nó không nói năm nào hết thì mình sẽ dùng cái mức này để quy đổi không.